Sầu riêng nó sổ nhị thì bao lâu thì chúng ta bón phân? Đây là cái video mà rất là nhiều quý bà con chúng ta cũng thắc mắc, và trước đấy mình cũng làm một cái video thì nhiều anh em tranh luận tranh cãi. Mình cũng phân tích một chút xíu để anh em chúng ta đừng có máy móc quá nha bà con nha. Mình cũng đồng ý với bà con với anh em chúng ta đó, là cái giai đoạn mà sầu riêng chúng ta trong cái giai đoạn sổ nhị và sau nhục sổ nhị á là cái giai đoạn nó vô cùng nhạy cảm. Đang trong cái quá trình rụng sinh lý, cái việc bón phân cung cấp dinh dưỡng chúng ta cần cần phải cẩn trọng đúng không? Xưa giờ á bà con hay máy móc ở chỗ này này. Xưa giờ cái chỗ này á là bà con rất là máy móc. Kiến thức bài vở của ông này, cái là anh kia anh copy, cái trang này copy, cuối cùng là riết là nó thành một cái thói quen, thành một cái thói quen. Tuy nhiên để bỏ cái thói quen này, bà con chúng ta lưu ý nha. Trước sổ nhị bà con chúng ta có thể bỏ là 3 lạng 11, 12, 18. Ở dưới miền Tây thì hay thấy cái này. Còn không á thì 12, 11, 18 của Zara. Đó, bà con rải cho cây chừng 3 lạng thôi. Cây 3 lạng thì nó không có nhiều đâu bà con, rải từ ở trong tán lá rải bung ra bên ngoài. 3 lạng nó chút xíu xíu à. Để cho cây của chúng ta nó có một cái phần dự trữ nhỏ ở trong cái mình mẹ nó sau này nó dùng. Hạt á là chúng ta không có rải được trong giai đoạn đấy, thì trong sổ nhị chúng ta không có rải được rồi. Sau sổ nhị thì khoảng 80%, sổ thành công 80% hoặc là sổ 100% cũng được. Bà con chúng ta tiến hành nhắc nước, thì trong cái quá trình này bà con chúng ta cung cấp luôn cái 12, 11, 18 của Zara. Cái này tôi không phải nhân viên của Zara nha bà con nha, nhưng mà cái này theo kinh nghiệm của rất là nhiều anh em ở nhà vườn miền Tây, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước đã ứng dụng cái này rất là thành công trong nhiều năm qua và đã thành công. Thì bây giờ thì tại sao mình cho bón phân ở cái giai đoạn này? Bón có một chút xíu bà con, 3 lạng đâu có nhầm nhò gì hết á. Yên tâm, nó rụng là đã rụng rầu chứ không phải là bón phân này nó rụng đâu bà con. Thì bà con chúng ta lưu ý này, cái lúc này á là một lượng trái non nó bắt đầu chuẩn bị hoàn thiện. Đấy, thì nhiều bà con á bắt đầu sẽ nhấp nước và để nuôi cây, cũng như là chúng ta phun ở trên cây một cái lượng là canxi bo amino rồi này nọ đúng không bà con? Chúng ta bón phân ở trong cái giai đoạn này để làm gì? Bón 3 lạng để làm gì? Để nó phì cái bề ngang. Cái này bà con nhớ nha, nó phì cái bề ngang, nó tránh đi cái chiều dập. Thì khi mà trái chúng ta mà nó phì cái bề ngang ngay từ ban đầu á thì sau này trái của chúng ta nó sẽ tròn và nó hạn chế cái vấn đề méo trái. Đó, còn mình nói với bà con luôn, có nhiều bà con ù rải này nó có rụng không? Không rải, bà con thấy không, có nhiều vườn không có rải nó cũng rụng. Nó rụng là rụng do nhiều cái điều kiện bất lợi. Đó, bà con chúng ta lưu ý, nhiều bà con mà lúc này bắt đầu nhấp nước mà sau khi sổ nhị rồi á để nuôi cây và cung cấp một lượng phân nhỏ để tăng cái bề ngang, tránh nở cái bề dọc của trái. Có nghĩa là lớn với 3 lạng này một cây á, chúng ta đã bung ra bên ngoài đây một cái lượng vừa đủ. Ở trên thì bà con phun canxi bo amino và cộng thêm siêu giáp đúng không, mục đích là hỗ trợ kéo cái bề ngang, tránh cái tình trạng trái nó đi theo cái bề dọc như cái đu đủ hay như cái dưa gang. Đây, nếu mà anh em bà con chúng ta bón cái giai đoạn này nó nhạy cảm, bà con nói nó rụng thì cái này nó thiệt. Một khi cây đã yếu, điều kiện bất lợi, không có bón cái gì nó cũng rụng, tưới nước nhẹ nó cũng rụng, tưới nước mạnh cũng rụng. Thế bà con chúng ta đừng có máy móc, cái này là em nói thiệt. Có một số bạn không có tin, có một số bạn cũng comment thôi, thì các bạn làm theo cũng được, không làm theo cũng được, thì mình cũng không phải mặc thêm ký nào hay là ốm thêm ký nào hay được con sị rượu hay con gà nào. Nhưng tất cả những gì mình muốn chia sẻ một cái kiến thức là bà con đang bị máy móc quá. Cái thời đại bây giờ á, thời tiết nó khác rồi, thời tiết nó khác rồi, nên bà con chúng ta làm gì làm chúng ta cũng phải thay đổi. Nếu mà bà con chúng ta sợ đợi rụng sinh lý sang một đợt rồi sau sổ nhị 20 đến 25 ngày thì bà con bắt đầu rải phân cũng được để an toàn. Đó thì bà con thấy sao hợp lý bà con làm. Nhưng cái vấn đề là cái kiến thức của mình đã thực nghiệm tại rất là nhiều vườn và rất là nhiều quý bà con nông dân họ đã sử dụng cái phương pháp này. Và đến ngày hôm nay thì bà con cũng thể thấy ở trên cái video ngày hôm nay. Bà con không tin, bữa nào em sẽ mời bà con đi tham quan một số vườn để mà hướng dẫn cho bà con chúng ta trước đây làm sao, thì anh sẽ nói từ A tới Z cho bà con rất là nhiều vườn bà con.
chứ không phải là bây giờ chúng ta cứ máy móc phải chờ 20 25 ngày cho nó rụng sinh lý. Không có bà con, chúng ta làm gì làm chúng ta phải tích hợp cây dinh dưỡng cho nó, cho cây. Có nhiều anh em cái tài liệu đâu năm nào năm kia năm trước rồi đó, copy lấy để năm nay xài, nói rằng cái cây nó tự tích tụ cái dinh dưỡng trong mình mẹ. Tùy theo cây bà con, tùy theo điều kiện và tùy theo vùng, cây vừa rồi ức chế sinh trưởng nó để làm bông làm trái. Ông nội tôi cây nó suy kiệt, làm gì dự trữ được, nó sống là may mắn lắm rồi, nó ra hết cái lượng bông để nó nuôi cái cây là cũng căng thẳng lắm rồi. Đó bà con, chúng ta có những cái cây nó đủ dinh dưỡng á, thì nó dự trữ, nó thừa sức để nuôi trái đến 20 ngày, thì lúc đấy bà con chúng ta thoải mái. Còn có những cái cây nó kiệt sức với những cái điều kiện thời tiết bất lợi, rồi chúng ta không có cho nó một cái chút gì nó ăn á, thì làm sao bà con? Nên á, cái video ngày hôm nay mình cũng không phải là cố gắng để thuyết phục mọi người, cũng không phải là cố gắng để mà hướng mọi người theo một cái ý của mình. Tuy nhiên bà con chúng ta nhìn cây, nhìn đất và nhìn cái điều kiện xung quanh thời tiết của mình để bà con làm cho nó tốt nhất. Đừng có đi theo một cái lối mòn mà hãy thay đổi và chuyển biến theo cái thời tiết, theo mùa vụ và theo tình hình thực tế nha bà con. Còn anh em có nghe cũng được, không nghe cũng được, theo dõi kênh cũng được. À, cho mình vui, để lại những bình luận và chúng ta có thể trên cái tinh thần là chia sẻ với nhau, chứ cũng không biết nói gì hơn đó. Thì mục đích cái video ngày hôm nay khá là dài dòng, khá là lăng tăng đủ thứ, nhưng mà mình cũng mong muốn giải thích cho mọi người chúng ta nắm được một chút là kéo giãn cái bề ngang để tránh cái cây trái của chúng ta nó đi theo bề dọc. Thì mai mốt á, nó đi bề dọc thì thứ nhất á là chúng ta thúc ra trái, cái mai mốt nó thề lì, nó bự chạm bá, cái nó bể ra bể đồ. Cái này một số anh em bà con chúng ta để ý này, cái này nó thật, đối với vùng Tây Nguyên là trồng rất là nhiều, nhưng cũng có một số nhà vườn đi theo cái máy móc và để làm cái trái mai mốt nó bể gai từ lơ hết, nó không có đi ngang bề ngang ngay ban đầu mà nó rộng cái bề dọc đi xuống dưới, cái sau này cái thúc, cố gắng thúc cái là nó bể đầu gai, nó tét đầu gai đủ thứ chuyện. Cái đấy là bà con chúng ta rút một cái kinh nghiệm, và chúng ta anh em thấy đúng thì anh em có thể cảm nhận, còn không đúng thì anh em có thể làm theo ý của bà con của anh em cũng được, không sao hết. Mình cũng không phải là nói cái video này để bán phần cho anh Gia Rai, bán phần cho anh Con Cò, tại vì mình cũng chia sẻ theo cái kinh nghiệm nhiều bà con chúng ta làm vườn. Và thôi dông dài cho nói nhiều quá thì anh em cũng nghe phát mệt, để chúc anh em bà con chúng ta sức khỏe ha. Bye bye bà con anh em nha, bye bye.